Anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Như tôi biết lần trước thì tôi giới thiệu cho anh em những cái dụng cụ để anh em đi chơi bầu cua, để cho tài xỉu. Còn nay thì quay trở lại môn bài lá nha. Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn nữa cho anh em đi chơi cho nó ok và nó hiệu quả, nó giúp anh em giành lợi thế hơn trên cái sân chơi của mình. Đây, trước mắt anh em đây là những cái áo đổi bài mẫu của năm 2020 nha anh em. Đây, đây là cái áo tôm tôm thì có rất là nhiều size, nhiều số. Anh em mặc ốm gì đó là đều có những size không, ví dụ như những anh em mặc size L, size M gì đó đều có hết. Anh em cơ sở của tôi là có đầy đủ. Ngoài cái áo này á thì bên tôi còn có cung cấp tất cả các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi nha, từ bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, cho tới những cái bảng hack game và cung cấp quy luật game trên di động á, là đều có hết. Nên cần cái gì á thì chỉ cần nhắc điện thoại lên và phone cho tôi theo số điện thoại trên màn hình đó, 079 791 93, tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Thôi, trở lại với clip này thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em mẫu áo đổi năm 2020 này. Đây là cái size L. Còn anh em, những anh em nào size lớn hơn á thì có những size lớn hơn này. Chúng mới là nhiều cái nhiều size nhiều số vậy thôi, nhưng mà cái chức năng cơ bản á là nó hỗ trợ cho anh em đi chơi bài. Đây là những cụ đổi nha, thiết kế rất là đẹp, máy rất là nhỏ gọn này, nó không có dày cộm như những cái mẫu cũ đâu, nên em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Nó kín và nó hiệu quả hơn rất là nhiều nè, thấy không? Nhìn rất là đẹp, nhìn y chang áo bình thường. Cái dây này á là anh em không phải thấy lòng thầm như vậy mà sợ không, có hai lựa chọn anh em. Một á là anh em có thể dùng cái pin này này, là pin remote máy lạnh này, đây pin remote máy lạnh, anh em bỏ vào thì thao tác của nó rất là dễ thay. Trước khi đi chơi á, anh em không cần sạc thì anh em có thể lấy hai cặp pin remote máy lạnh này, anh em chơi cả ngày cũng hết được ha. Máy này á, áo này đã được trang bị cái động cơ mới nên nó rất là êm và rất tiết kiệm pin. Cái lựa chọn thứ hai á, là anh em không có muốn có cái dây rườm rà thế này, là anh em sẽ dùng pin sạc nha. Đó, pin sạc thì anh em phải mỗi lần đi chơi thì phải sạc. Đó, cái này cũng có ưu nhược điểm của nó. Đây, giờ tôi sẽ mặc thử cho anh em luôn này. Cái áo này thì cái máy, phòng máy nó nằm ở đây nha anh em chơi á là phải biết dùng cái máy này, phải biết biết cách dùng không. Đây, nó nằm ở đây nên anh em lúc mà mặc vào có để ý, đừng để nó cuốn hay là nó gấp thì nó sẽ nhanh, nó giảm cái tuổi thọ của cái áo này xuống ha. Bây giờ tôi sẽ mặc thử và thử cho anh em tôi mặc thì rất là đơn giản thôi, nó cũng như cái áo bình thường mà. Luôn cho anh em thấy này, có rất là nhiều size cho anh em, ví dụ như anh em mặc size M hay size L gì đó, nhưng mà mặc cho nó phù hợp với của anh em. Ví dụ như anh em nhỏ quá mà mặc áo bự quá thì nó không phền, hoặc là anh em mà to quá mà mặc áo nhỏ quá thì nó sẽ ôm sát và nó dễ thô và lộ hơn. Đây, tôi sẽ mặc size L đây. Đó, tôi sẽ đặt cái chào áo nên nó hơi chặt một tí, không sao. Đây, tôi thử cho anh em. Đây, đây là cái mẫu sử dụng pin rời bên đây này, bên này bóp máy lạnh này anh em. Nên đi chơi á thì nên trang bị vài cái pin này là anh em không cần phải sạc, canh để sạc như những cái mẫu mà dùng pin sạc. Còn đây là dùng pin rời thì rất tiện, nên trước khi đi chơi là chỉ cần bỏ pin thế này thao tác như bốn viên pin 3 đó. Đó, anh em lắp vào và anh em giấu vào những cái túi này đó, giấu túi nha. Thấy không? Mặt rất là đẹp nha. Đó, nên chơi ngồi chơi rất ok. Cái dây này là cái dây mic chứ không phải là cái dây áo đâu nha, nên đừng có nhầm nha. Anh em chơi những cái dụng cụ đổi này cực kỳ hiệu quả đối với những cái môn bài ít lá nha, ví dụ như là bài liêng, bài cào hoặc là bài xì lát đó thì nó chơi hiệu quả. Chứ còn chơi anh em chơi cái áo này mà chơi bài tiếng lên nên chơi sáng thì không được nha. Đó, chơi xong là người ta đếm bài, người ta thấy tiếng là người ta biết. Còn cái bộ môn bài cào, bài liêng á, bài xì dách thì
hiếm khi nào mà đếm bài lắm, kiểm bài lắm, nên em rất là dễ dàng. Đây, màu áo này thì anh em có thể đổi được mỗi loại bài, nhưng mà đổi được bài bài 2K, bài tiền đô, bài đô la gì đó, như bài nhựa hay là bài ni lông gì đó đều đổi được hết nha, rất là dễ dàng. Bây giờ tôi đổi thử cho anh em này. Đi chơi thì anh em chỉ cần giấu một lá ở trong cái áo này, hoặc anh em một là anh em giấu ở nhà lá, hoặc là anh em vào sòng để anh em lúc mà anh em chơi bài, ví dụ như là chơi bài xì giác và cào xì giác đi, là anh em giấu đi một lá đi. Theo tôi thì anh em vào sòng á thì giấu đi một lá nó hay hơn ha, đỡ bị trùng, chứ anh em mà đem một lá ở ngoài vào thì nó sẽ trùng với của bài. Nhưng mà cái đó thì thao tác hay là cái cách chơi như thế nào thì anh em tự tự mình cân nhắc ha. Bây giờ ví dụ như đây giờ tôi sẽ thử test thử cho anh em này. Còn cái này mặc là rất là đẹp, rất là hợp thời trang nha, đây là áo thun chơi rất là ok. Mặc cái này em mà biết được đây là áo nổi đó, anh em nhìn thì có thể biết được chắc chắn anh em như vậy. Bọc mới nên nó rất là nhỏ, rất là nhỏ gọn, không có bị nó không có bị tình trạng kẹt bài đút bài, và cái mẫu nên nó gọn hơn. Cái mẫu cũ thì nó to gù ghê lắm, nó rất là êm này. Đây, ví dụ như thế này đi, ví dụ như thế này là nên giờ thế này là nó ra rồi, ví dụ như một tay vẫn được nè, một tay là nên để bài rồi nên bỏ vào thôi, rất là dễ dàng, nó rất là nhạy nghe, nó không có bị tình trạng kẹt bài nút bài đâu. Đó, rất là dễ dàng, chỉ còn đưa nhẹ ra đây tự nốt vào nè, thấy không? Đó, rất là dễ dàng. Ngoài ra thì cái áo này đã được trang bị một cái nút xả bài nữa nè. Thì khi anh em muốn lấy cái bài nó ra luôn, trong này có một lá này, anh em lấy ra thì có cái nút này nó bay ra nè. Đó, rất là dễ dàng ha, dễ dàng sử dụng. Và cái áo này rất là hợp thời trang. Đó, rất là đẹp. Khi mà anh em chơi xong á thì anh em nói chung là của bền mà, của bền là do người dùng, anh em phải biết cách sử dụng một tí là anh em sử dụng sẽ bền hơn, năm này qua năm khác cũng bình thường. Nhất là anh em chơi xong tháo pin ra, tháo pin ra ha, và anh em tháo khi mà cởi áo ra thì chú ý một điều là đừng có cuốn cái phần máy này, để nó bị gấp, nó bị gấp thì nó sẽ nhanh hư hơn. Lúc mà mình tháo mặc vào cũng vậy và tháo ra cũng vậy, là anh em để ý không? Đây có thể nhân em rút cái lên dưới này này, và cái mặt cái áo này, hai áo nên nó là nó hơi bị chặt một tí, nhưng mà không sao. Đó, anh em nói chung là về thao tác còn vậy thôi, là anh em mặc vào hay là tháo ra gì đó, và để ý cái phần váy này, anh em mình cuốn như cái áo bình thường của mình thì nó sẽ nhanh hư cái áo, ha. Rất là đẹp, có rất là nhiều mẫu này. Anh em gấp cắt cũng vậy thôi, cắt treo gì đó, nói chung là còn để ý cái phần máy. Đó, như vậy thôi. Anh em là có nhu cầu muốn sở hữu những cái áo này thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi cái số điện thoại, kế trực tiếp với cơ sở của tôi gần ở chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh để được xem và được nhân viên tư vấn cụ thể luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.